Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, vác ngay đòn, để gánh lộc về nhà, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Rất vui được đồng hành cùng quý khán giả trong chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta đã có câu cẩn tắc vô ai nấy. Trong việc xây nhà cũng vậy, cần xem xét kỹ càng tất cả mọi yếu tố, đặc biệt là vấn đề về phong thủy. Trong quá trình đi tư vấn thực tế cho thấy, không ít nhà đã coi thường phong thủy mà dẫn đến việc phạm vào những điều đại kỵ, khiến cho người nhà bị mất mạng, tử vong, đáng tiếc. Điều đó lại chính là những người trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi mất đã để lại cho gia đình một gánh nặng về kinh tế, cuộc sống của những người còn lại nhèo nhóc và đáng thương. Hơn nữa lại bị dân làng đồn thổi. Có lẽ gia đình này đã không xem phong thủy trước nên đã phạm phải những điều đại kỵ khi xây nhà. Chính vì vậy, để tránh những điều ảnh hưởng không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần khi xây nhà, gia chủ tuổi Mậu Tuất nhất định phải xem xét kỹ về mặt phong thủy. Điều này giúp cho gia chủ xua tan được những phiền toái xui xẻo không đáng có, đồng thời nâng cao vượng khí, đại cát, đại lợi. Ngay cả khi nếu không có ý định xây nhà mà chỉ muốn mua nhà, thì mọi người cũng cần lưu ý phong thủy để tránh những điều kiêng kỵ này và giúp gia đình luôn được yên ấm. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Mậu Tuất 1958 đã bước sang tuổi 65. Năm nay mệnh chủ Mậu Tuất bị phạm Hoàng Ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Mậu Tuất muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Tuất thuộc cung càn mệnh kim, có bốn hướng tốt như hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên và hướng Tây sinh khí. Bên cạnh đó còn có bốn hướng xấu là hướng Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát và hướng Đông ngũ quỷ. Những mệnh chủ tuổi Mậu Tuất mà ở những hướng không hợp hoặc rơi vào các cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát sẽ khiến gia đạo bất an, công việc không thuận lợi, làm ăn có tiền rồi cũng mất vì con đường tài vận bị chặn lại. Để hóa giải nhà không hợp hướng, mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, giúp mang lại cho gia chủ may mắn, bình an. Từ đó công việc hanh thông, tài lộc tự đến. Hơn nữa, gương bắt quái tinh cầu còn được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải xung sát, chiêu tài lộc may mắn cho những mệnh chủ Mậu Tuất và các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được tuổi tốt động thổ, yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần xét để quyết định ngôi nhà có xây được năm 2022 hay không, đó là hướng đất. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng được, đất không được vận thì tốt nhất không nên xây, vì phạm phải sẽ gặp hung họa khôn lường. Mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích về từng hướng ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa Thu Tiến, mùa Đồng Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đường vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần hãy treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, ngành sao Nhất Bạch, giúp con đường quan vận, học hành của những người trong gia đình được hanh thông may mắn.
hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ Mậu Tuất. Bởi với mệnh chủ, ở hướng này sẽ bị phạm vào cung lục sát. Lục sát là sao Vân Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, là cung hung tinh, đem sát khí vào nhà. Ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi, vậy nên mệnh chủ tuổi Mậu Tuất cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm tam sát. Theo Vinh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích, được chia làm ba dạng. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị nưu liên xung tam hợp vượng vị, trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay mới cần xây khi hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam cũng là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ Mậu Tuất. Đây là hướng tuyệt mệnh, hướng xấu nhất trong bốn hướng theo phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh là sao phá quân, thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong tám sao. Đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây tai họa cho gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng lớn hơn. Chính vì vậy, mệnh chủ cần chú ý phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát là năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, hướng Đông là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Mậu Tuất, cũng là một trong bốn hướng xấu cần tránh vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa. Là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh, nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm, vậy nên mệnh chủ cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, treo trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm, san đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phù quý để hóa giải. Tuy nhiên hướng Tây lại là hướng sinh khí với mệnh chủ tuổi Mậu Tuất, đây là hướng nhà tốt với mệnh chủ. Sinh khí là sao Tham Lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là các tinh mang lại may mắn. Tuy nhiên mệnh chủ cần chú ý về bố cục phong thủy trong nhà, gia tăng vượng khí, giúp treo tài lộc, may mắn cho tất cả mọi người trong gia đình. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đào đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiền hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh.
Nếu duy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nhưng nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất cũng là một trong những hướng tốt, đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ mật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh mọi việc sẽ thăng tiến, còn gặp hung tinh mọi sự cũng sa sút, sau này hợp đông trạch hơn tây trạch. Thứ sáu là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn, Sửu, Cấn, Sần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ đôi thiên, những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng hợp với mệnh chủ tuổi Mậu Tuất, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y, nhà vị, cứu tinh, giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ bảy là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm ba sơn, Thìn, Tốn, Tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng Tị bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn, tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ với thầy phong thủy để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Bên cạnh đó, hướng Đông Nam là một trong bốn hướng xấu đối với mệnh chủ Mậu Tuất. Hướng này phạm vào hỏa hại. Hỏa hại là sao lộc tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, như sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của mệnh chủ, từ đó giúp mệnh chủ tuổi Mậu Tuất cùng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào tuổi Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không thể. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới năm 2022. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một trong những hướng tốt đối với mệnh chủ Mậu Tuất. Nếu nhà ở hướng này sẽ được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức, tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành Kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó được gọi là thần Phúc Đức. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Mậu Tuất trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.